giờ ngày mùng 2 tháng 7 các bạn nhớ vô tác cộng đồng để nhận những phần quà nhỏ nhỏ từ tháng nha. Còn ngày hôm nay, nếu như tháng sở hữu sức mạnh trong anime đi tiêu diệt tất cả các nhân vật ở trong anime thì tháng sẽ trở thành 3 chữ chứ còn cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Báo cầm súng đi tiêu diệt nhân vật anime thì không có gì lạ rồi. Nhưng mà sở hữu sức mạnh anime xong bắt đầu là đi tiêu diệt nhân vật anime thì nó mới gọi là đẳng cấp này. Các bạn xem phim hoạt hình anime các bạn biết đây, lúc nào nó cũng cực kỳ đẳng cấp, có nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng. Thằng ước có một ngày thằng sẽ sở hữu được cái sức mạnh đó và hôm nay đã trở thành hiện thực rồi. Mấy bạn nhìn ở đằng sau như thế này đã biết đây là cái nhân vật gì chưa? Chắc chắn là Naruto đang mặc bộ quần áo màu xanh da trời như này. Tất nhiên là cái sức mạnh thì nó sẽ là màu xanh da trời và thằng phải đi thu thập những cái sức mạnh màu xanh da trời thì thằng mới có một cái cục sức mạnh to như thế này. Ok, 1, 2, 3, let's go. Nhưng mà chưa gì mới cho anh là người ta đã bắt thằng nâng cấp sức mạnh rồi. Có tiền nâng cấp sức mạnh là ngon rồi, nâng cấp luôn, nâng cấp một vua. Càng nâng cấp thì cái quả cầu ở tay nó càng to, càng to, càng to. Nhưng mà mình có một tí tiền ra thôi, để tí nữa là mua cái skin khác. Ok, rồi bây giờ là 1, 2, 3, let's go. Bởi vì là trên tay của Latruto này là đang là màu xanh. Ui, sao tự nhiên là chỉ ra màu vàng này. À, đi vào cái ô màu trận thằng này biến ra. Wow, nó chăn thắng thì là thắng đấm một phát nó vỡ mồm luôn. Ui, mấy bạn ơi, nhìn đây này, ở cuối con đường này có một con bot, có một nhân vật, nó khoác một con rắn to, khổng lồ đại bác nhồi giờ. Tưởng thế nào, đứng rất là oai, nhưng mà thằng dở một trường thế là nó bay, nhưng mà nó bay hơi gần chứ nó không bay xa. Xa gần không quan trọng, quan trọng là, ôi, mình sắp mở được cái nhân vật mới gì kìa, nhưng mình không thích mở, mình thích mua bằng tiền cơ. Ok, màu xanh ra trời thì ăn, wow, mấy bạn ơi, nhìn ở cuối cái con đường kìa, oh my god, nó là một con quái vật. Nhưng mà cứ đi vào cái cánh cửa này là ta sẽ biến đổi màu. Lúc nãy là sức mạnh màu xanh và tới con đường này là màu đỏ. Wow, đây là con quỷ sư khổng lồ. À, thì ra nó là sức mạnh của cái tên này. Mà mấy bạn xem anime nhiều, mấy bạn có biết cái tên màu vàng là tên gì chính, chả biết là cái tên gì cả. Ui, nhân vật mới này, Naruto mới này, nhưng mà mình làm gì có tên mà mua. Như thế nào, không quan tâm đẹp hay ngầu, không quan tâm, chỉ quan tâm sức mạnh được ngầu thôi. Ok, let's go. Lại là màu xanh. Ui, sao lại chạy hình tròn này, hơi bị khó nhỉ. Được rồi, sức mạnh nó sang màu vàng này. Ok, thằng này cút ra, đứng ở đây làm cái gì rồi, biến sang màu đỏ. À, lại gặp cái con rắn này. À, các bạn nhìn này. Phóng to, phóng to. Cái gì đấy, cái gì? Sao? Ui, nó cho kiểu là mãng xà mổ này, mổ gà mãng xà. À, quên, đập ngược. Tại sao, à, cái chiêu này nó đứng chấp đằng sau lưng, chấp không có mắt luôn. Ui, sao tiện lại nhảy ra đây. Ui, thôi xong, quả này bị ngu rồi các bạn ơi. Toi. À, đấm, ui, thắng đi ra biển cũng đấm được nó luôn này mẹ ơi. Quá là xịn xò luôn. Ok, đấm tiếp. Ui giời ơi, thua rồi. Đây, lần này đấu lại. Tại sao đang đấu nhau lại đi ra biển làm cái gì? À, nó mổ mình. Lé luôn. Ui giời ơi, lé nhanh vào bạn ơi. À, phản công tiếp này. Rồi, lé sang bên này nữa này. Ế, né sang bên này nữa này. Tuổi gì mà đấm. Né sang bên này. Đâm đi. Con rắn đớp nè. Ui, đớp nữa nè. Bắn pháo hoa luôn. Bắn pháo hoa luôn. Không thèm nhân vật này. Nhân vật gì không kèm. Bây giờ có nhiều tiền. Ui, vẫn 1,76k. Đây này mấy bạn ơi, vào cửa hàng này có cực kỳ là nhiều nhân vật luôn. Nhưng mà mình chưa đủ tiền. Phải chơi thêm vài ván nữa thì mới có thể. Hình như là ván này tới bốt rồi sao mấy bạn ạ. Bây giờ phá bức tường ạ. Bức tường nè, chuyển sang sức mạnh màu vàng này. Ăn kim cương. Ui, màu vàng. Trời ơi, ăn bừa nhiều quá nè. Chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ, phá vỡ cái tấm gỗ này. Màu đỏ thế. Ui, cút ra, đứng đấy làm cái gì. Trời ơi, đây là con bot á. Vẫn là cái con rắn này, sao người ta không cho mình đấu khác. Đấy, bụp luôn. Yo, x1,5 luôn. Hình như là ván này là đấu bot sau này mấy bạn ơi, đúng không? Uầy, không phải, bot nó là ở màn thứ 9 rồi. Ok, không sao, let's go. Lại có cái gì quay quậy. Ui rồi, ui, trên này có nhiều kim cương quá. Ăn luôn hết kim cương đấy đi. Ui, cuối con đường kia mới có con bot kìa. Được rồi, nhưng mà cái con bot đó mình hạ gục. Nó không sợ thắng à? Tuổi gì? Đấy, nó là do tên kia biến thành. Ok luôn, vô đây. Nào, lấy đà, lên. Yo, win.
Ui giời, 2x luôn. Yeah, ha ha. Phát này làm vào mua skin luôn này. Epic này. Ok, đây là cái gì? Mua luôn, mua luôn. Ui giời ơi, vào cái thằng làm một cối bếp thế này, nhìn nó buồn cười thôi. Lấy sức mạnh của nó cũng được. Ok, anh chỗ nhìn nó xấu quá mà ơi. Đồ skin mà sức mạnh vẫn thế, tất tất là mình sẽ lấy cái skin mặc định cho nó xịn xà, tốn 3.000 tiền của mình mà trả được cái quái gì luôn. Sao lúc nào cũng là cái sức mạnh màu xanh như thế này nhỉ? Vô. Màu vàng, màu vàng, màu vàng. Ô, đập vỡ kính luôn, màu vàng tiếp. Ui ui, thôi, bỏ qua sức mạnh rồi. Ăn kim cương này, màu đỏ, wow. Màu đỏ cái gì mà dạy? Này, cái thằng màu đỏ mình cút ra cút cút. À thôi, thắng tránh nó cho lành. Có cả lava luôn kìa, tốt chứ đừng có ăn lava nha. Ui, vẫn gặp cái thằng rắn này, sao buồn cười, nó không sợ thắng à? Biến ạ, biến ạ. Biến ra, đấm nó mấy chục lần rồi mà nó không sợ, nó vẫn cứ đứng ở đấy, nó gẹo đòn thắng cay chứ. Đói, tới cái màn này này gặp bớt rồi anh em ơi, chắc mình phải nâng cấp sức mạnh này. Level 4, level 5, ok. Lên level 5 là ngon rồi. Ui, càng ngày càng khó nè. Sao sức mạnh ui vừa mới kêu khó xong là bị cái bệnh kia nó đập một phát vào đầu nên choáng luôn. Không sao chơi lại chứ có cái gì đơn giản như đan dụng. Đã ui, ăn nhầm sức mạnh rồi. Ăn kim cương nè, rồi tăng sắp kịch sắp. Ui thằng bỏ mất một cục rồi nào. Kịch đi rồi, hơn một lượt, ok luôn. Bây giờ chuyển sang màu đỏ này, biến đổi sức mạnh từ màu xanh sang màu đỏ, xong bắt đầu từ màu đỏ sang màu vàng. Cái thằng cháu kia cút ra. Ớ, làm quái gì có bốt đâu mấy bạn ấy. Chả thấy ai trong này. Ê, bốt đâu? Thế bây giờ không có bốt thì đấu nhau mấy ai? Oh my god. Ê, chả thấy cái thằng bốt nào. Ê, hình như bốt này nó tàng hình rồi sao ấy? Đây đúng rồi, có một cái boss xuất ở đây nhưng mà nó tàng hình kìa. Chơi này nó hơi bị bẩn đấy nha, hơi bị bẩn rồi đấy. Chơi kiểu chơi tàng hình đúng rồi, có phép tàng hình. Tránh phát nữa ra. Ok, tránh phát nữa. Rồi bây giờ mình tấn công lại nó. Một phát này, hai phát này, ba phát này, rồi tránh tiếp. Ok, tránh phát nữa. Nó không nhìn thấy ta. À quên, thắng không nhìn thấy nó nhưng mà thắng vẫn đấm được nó, thắng vẫn tránh nó. Đôi. Rồi, win. Lấy đà nè. Tàng hình mấy tháng à, quay mấy tháng à. Đấm một phát xong nó mới lăn bờ lơ ra. Thằng cháu tre nè, tàng hình mấy tháng à, quay đi. Lâng cấp tốc độ sức mạnh. Ok, được rồi, bây giờ tốc độ sức mạnh cũng là đẳng cấp. Ui, có nhiều sức mạnh như này mới tốt không? Một cục, hai cục, ăn hết luôn. Không trường cái gì cả, màu vàng. Chuyển sang màu vàng à. Giờ tôi mới để ý là chuyển sức mạnh là cái bộ quần áo nó cũng sang màu vàng luôn. Ê, màu đỏ. Mày cút ra, mày đừng có chắn cái gì anh. Biến ra. Có cả lava này, sợ quá. Nhưng mà mình không ăn lava. Ui dồi ôi. Thằng này nó có sức mạnh giống lắm kìa mấy bạn ơi. Như này, nó định solo mày. Thôi. Ui, nôn như. Tuổi gì nó cũng có cái cục năng lượng màu xanh này, nó đi đấu mấy tháng á. No. Nó không biết là thắng mua mất bao nhiêu tiền để tăng sức mạnh mà nó đòi thắng được thắng á. Không có tuổi tác gì cả. Ở dưới kia, thấy một cái tên ở cuối con đường, nó là màu đen nhá. Mắt thắng hơi bị tinh nên không bị cận đâu. Ui, màu vàng cơ mà. Cua mất. Bây giờ chuyển sang màu đỏ này. Lại còn chữ X như này nữa. Rồi, đập sang. Ok, ui giời ơi. Vẫn là cái con rắn này, trời ơi sao người ta không cho mình đấu cái con khác đi. Vẫn là cái thằng trẻ trâu này cùi bếp ra mà nhìn nào. Vào đây. Ui, phát này là đến 3x thì cứ chắc luôn. Nào. Bao nhiêu x đây? Ui, 2.5. Đói, thấy chưa? 2.8 luôn, tí nữa được 3x đấy. Ghê quá, nhưng mà cho cái thằng bot khác đi. Cho mấy cái thằng này nó thu nhiều xong nó sắp bắt đầu, nó không biết xấu hổ hay sao ấy. À, được rồi, thấy con bot rồi. Nhưng mà là vẫn là một tên nó tạc hình sao các bạn ơi. Sao lại. Đập phá gỗ này, ok, sang màu vàng thành trái trọng. Biến ra, ui rồi, ui, khổ thân nó. Đã bảo nó đi ra rồi nó không nghe. Trời ơi, bây giờ lại biến ra cái con quái vật kia đấu với thắng à. Nhưng mà vẫn thua mà thôi. Ui, rồi, mình ăn lằng nhằng nhiều. Đây, kim cương, nào, đấu đi. Bụp, vô. Ui giời ơi, lại vẫn là cái tên màu vàng này. Lại có tiền rồi, có tiền thì vô shop nè. Bây giờ đi xem này cho nhiều nhân vật nào.
mua random 1.000 này ạ. Bên này 250. Ok, ui dồi ôi, bên này là đắt nhất này. Bên này con to nhất, con gì đây? Con gì đây? Ui, người khổng lồ xanh anh em ơi. Người khổng lồ xanh, ok luôn. Yeah. Oh my god, oh my god. Người khổng lồ xanh nó bị đẳng cấp là dạng kia. Gặp đi phát thôi là tường nó bùng luôn rồi. Làm xem nào, có tên nào phá được người khổng lồ xanh không? Biến thành người khổng lồ đó rồi. Hay quá thầy. Cút xa, ui dồi ôi, đâm sượt nó hết, tội nghiệp nó quá. Sai bên này, nặng tên một đó, biến. Biến ra em, ui dồi ôi, thắng lại đâm sượt nó. À, đây rồi, người khổng lồ xanh thì gặp cái tên Thor này. Hay quá. Yo, một đấm là vỡ mồm, à vỡ luôn cả mồm luôn đấy, vỡ luôn cả đầu luôn đấy. Yo, thêm một ván người khổng lồ xanh nào, thằng áo đỏ này. Tát vỡ mồm luôn, áo đỏ cả áo xanh này. Nhai. Rồi không biết bây giờ là gặp bốt nào đây, ăn màu vàng hay là gặp người khổng lồ sắt đây. Ai của người khổng lồ, à đúng rồi, người khổng lồ sắt. Nhưng mà what, màu đỏ. Đi lên bên này rồi, lại gặp cái tên thò lát kia. Tuổi gì, sang màu xanh. Vắt này nó tơi mấy tháng rồi. Nó cầm cái điểm ngoài, cầm cái điểm ngoài. Vô đây nào. Ui dồi ôi. Chanh lé. Úi giời ơi, sao lé ra sông làm cái gì? Lại thua là cái chắc rồi. Lé nào. Đấm luôn. Lé tiếp. Ok. Hay quá. Lé mãi ra tiếp, biến luôn, nó có ra được không? Nó có ra không? Đấm luôn. Yeah. Win. Yo. Thế mới gọi là ghê gớm chứ. Đấm từ xa luôn. Để xem nào, bên này có nhân vật nào không? Bên nhân vật 1.000 này xem nào. Mua luôn, nhân vật gì đây? Wow. Móng cào là cái gì đây? Người gì? Rồi mua tiếp nhân vật gì nữa đây? Wow, siêu nhân Butmon. À, bất mật, đây, bên này 200 hết mất tiền rồi.